chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh Điện Máy của Lê Minh Phát. Hôm nay thì Lê Minh Phát sẽ review cho cô chú anh chị mình một cái siêu phẩm mà hàng nội địa của Đài Loan, mà về dòng máy Hàn, mà những cái dòng máy Hàn mà có những cái dòng Hàn tần suất này ấy, thì phải nói rằng là rất là hiếm. Thật sự là rất là hiếm. Cô chú anh chị có thể là tham khảo tất cả những cái kênh của những người khác bán hàng. Dòng máy này thì phải nói chỉ có Lê Minh Phát mới có hàng thôi nha. Một siêu phẩm nhỏ gọn nha, mang đậm chất của Đức. Tức là máy này đều là xuất Đức, cho nên là những cái linh kiện, những cái phụ kiện là nguyên đai, nguyên thùng. Cho nên là về với số lượng chỉ có khoảng tầm 180 con thôi nha, không có nhiều. Hàng Đài Loan nha, xuất Đức, cho nên là giá mà tiền đô thì nó rơi động khoảng tầm hơn 3 triệu mấy một con, nhưng mà về tới Việt Nam mình thì hơn 1 triệu thôi nha, 1 triệu mốt thôi, bao ship rồi, ngon lành luôn. Đó, thì hôm nay mình sẽ đây cái máy mà mình đang đeo đây. Đó là siêu phẩm đây. Thương hiệu đến từ Bắc Sai. Anh em ơi, Bắc Sai này, nó là dập của hiệu Bắc Sai. Bắc Sai này là xuất Đức nhá. Cho nên là đảm bảo với anh chị rằng là chỉ có mình mới có bán thôi. Ngoài thị trường thì không ai có cái dòng này. Đó là dòng nội địa của Đài Loan. Và ngay bây giờ thì mình sẽ khui cái phụ kiện đi kèm. Thứ nhất là máy này mình đã đeo ở đây rồi, nó có dây đeo. Và con máy này nó trang bị cho mình nhá. Nó sẽ trang bị cho mình một cuộn dây hàn nhá. Dây hàn thì của nó là 2m và 2m kẹp mắt kẹp hàn, tức là mình cam kết là dây đồng. 100% là dây đồng nhá. Không có dây nhôm, 100% dây đồng, 2m kẹp mắt kẹp hàn. Nha. Đi kèm cho mình là một sách hướng dẫn sử dụng rất là dày. Ở ngoài thì ở bên này tiếng Anh và bên này tiếng Đức này. Đây là tiếng Đức này. Tức là máy này là xuất Đức, cho nên là nó sẽ có những cái chữ tiếng Đức anh em nhá. Vừa tiếng Đức vừa tiếng Anh nhá. Đó, tiếng Đức nó khác tiếng Anh anh em này. Đó, cho nên là riêng về cái sách hướng dẫn sử dụng nó cũng đã khá là khác biệt so với những dòng nhái ở trên trường. Đây, với Bắc Sai này, thương hiệu của Bắc Sai này, một cái mặt là hàn cực kỳ dày dặn anh chị em nhá. Đây. Kèm theo cho mình này là một cái búa gò xỉ này. Anh em cũng thấy là búa gò xỉ rất là xịn sò nhá. Thương hiệu Bắc Sai luôn. Đây, thương hiệu cực kỳ đậm chất của Bắc Sai của Đức luôn. Đấy. Và đi kèm cho mình là gồm có ở nước ngoài thì người ta xài que hàn là 1.3, 1 ly 3 nhá. Đấy, que hàn này, que hàn của nước ngoài người ta nhập về luôn. Thì đi kèm máy tất cả đều có là 5 que hàn như thế này để mình test máy nhá. Tại vì cái số lượng này đi theo công thì nó không có nhiều đâu anh em ạ. Anh em tranh thủ alo để đặt ngay con máy hàn Bắc Sai của Đức này cho anh em nhá. Và bên em được bảo hành sản phẩm mình lên đến là 2 năm bảo hành. Này, kính của nó này cực kỳ xịn sò anh em. Này, anh em thấy kính này, kính hàn này, đây, cực kỳ xịn sò luôn. Đấy, chứ không phải như những cái hàng chợ ở trên thị trường nhá. Kính cực kỳ dày. Đấy, đậm chất luôn. Đó, đi kèm phụ kiện là như vậy ha. Đó, và như vậy là một con máy hàn này thì mình sẽ đi về tổng quát của con máy hàn này cho anh chị mình tham khảo ha. Rồi. Đây, anh chị em mình thấy là con máy hàn này nó có trọng lượng là khoảng tầm 2,8 kg thôi nhá. Tầm 2,8 kg mình đã bỏ lên đây. 2,8 kg là kèm luôn dây nhá. Đấy. Và con máy này có chiều dài của nó là 24 này. Rồi, chiều cao của con máy này thì anh em cũng biết 17. Và chiều ngang của nó khoảng 10cm thôi nhá. Ở trên này thì thông số kỹ thuật. Đây, model của nó đây anh em. Đó, Bắc Sai 120D. Tức là dòng 120A đấy. Tức là những cái thương hiệu của nước ngoài. Đấy, những thương hiệu nước ngoài người ta xài với công suất của nó là thực tế là 120A nhá. Đấy, chui hàn. Đấy, bên này chui hàn, cọc hàn đây. Đó, BIC 120D5, tức là cái mã máy này ha. Với một cái thương hiệu Bắc Sai của Đức này thì đúng thật sự là rất là hiếm nha. Anh em cứ dò đi, không bao giờ ai có bán cái dòng này, chỉ có mình có thôi. Bởi vì dòng này là dòng độc quyền của mình nhập từ Đài Loan về anh em ha. Hàng bãi á, nhập từ Đài Loan về, chỉ xuất công cũng vài con thôi. Về cái cấu hình của máy thì anh em mình này, mình cũng đã khui sẵn cho anh em xem này nha. Rồi, anh em cũng thấy này. Đây, bo mạch của nó là bo ghim màu xanh cực kỳ xịn sò cho anh em. Đấy, về bên này nhá, xài bộ anh em nhá, tụ 450 microfa này, cuộn kháng bằng dây đồng này, và những cái thanh nhôm tản nhiệt cực kỳ dày. Và đặc biệt thì con này nó xài tới hai con IG, hai con diode, hai con IG đó là 60N60, giúp cho mình hàn cực kỳ đẹp trong 2 ly 6 ha. Rồi, và đặc biệt con máy này, đây là hai cái cuộn mà máy hàn, hai cái cuộn này là để giúp máy hàn tần suất này này, để giúp cho mình á, khi mà mình hàn ấy thì nó sẽ là giúp cho mình cân bằng cái vấn đề là dòng điện. Tức là khi mà xài điện yếu hoặc là điện khỏe thì có hai con này.
Hai con này là nói nôm na là giúp cho mình hàn để cho nó như vậy là điều chỉnh được cái dòng điện. À, dòng điện ổn định thì nó sẽ hàn đẹp hơn. Và nó sẽ nhấn mạnh về cái máy này là máy hàn tần suất, cho nên là hai con tần suất này sẽ giúp cho mình là điều chỉnh cái dòng điện từ tất cả những cái dòng thiết bị từ đây ra, từ đây vô đây, từ đây ra đây ha. Đó, cho nên là trên thị trường những cái dòng hàng nhái thì không thể có hai con này. Hai con này nó rất là đắt. Hai con này cực kỳ đắt và chỉ có những cái dòng mà xuất nước ngoài, xuất Đức thì người ta mới xài hai con biến tần này ha. Hai con biến tần này thì giúp cho mình là như vậy là về dòng điện này. Và xài điện yếu này, xài môi trường điện yếu cho anh em luôn. Và đặc biệt con này nó xài khoảng tầm 130 là mình dòng điện là mình đã xài ok rồi nhá. Và để mà xài 2.6 thì anh em mình có thể xài nguyên ngày nhá. Xài 2.6 thì anh em mình có thể xài nguyên ngày cho em con này nhá. Còn 3.2 thì anh em mình chấm bong thôi nhá. Chấm bong. Chứ còn nếu mà con này thì chuyên 2.6 và anh em mình cũng biết là mình sẽ nhấn mạnh cho anh em mình hai con biến tần này là rất là quan trọng với những cái dòng máy trên thị trường anh em nhá. Đó. Thì ưu điểm của con này và anh em cũng thấy rằng là này, về cái dây nguồn. Đây con cái dây nguồn này anh em này. Dây nguồn của nó 4 m. Nếu mà về nhìn cái dây nguồn này thôi là anh em mình đã thấy mê rồi nha. 4 m dây nguồn. Dây nguồn này thì mình bảo hành trọn đời cho anh em, có nghĩa là anh em vứt cái máy này đi thì anh em mình vẫn còn cái dây nguồn để anh em mình sử dụng những cái dòng máy sau nha. Dây nguồn của nó cực kỳ xịn sò. Nếu mà về những cái dòng ở trên thị trường với cái tầm giá 1.1 triệu thì anh em mà biết rồi, không thể là có cái dây nguồn như thế này và không thể có hai con biến tần này được. Nếu mà những cái dòng rẻ tiền nha, thậm chí mà những anh em mà đang mua con máy tầm đủ khoảng hơn 2 triệu cũng không thể có hai con biến tần này, thật sự luôn. Hai con biến tần này là một trong những cái ưu điểm và giúp cho máy hàn hàn đẹp, mối hàn ngấu và đặc biệt là nó điều tiết được cái dòng điện. Cho nên là nó sẽ rất là ít khi mà máy hàn này nó ít khi bị lỗi bởi vì nó có hai cái biến tần này nhá. Sẽ giúp cho mình là về cái vấn đề là dòng điện như thế này. Đó, một cái máy hàn bại của Đức của Taiwan, Đài Loan nhá. Để cho anh em mình có một con máy này thì anh em mình hãy alo ngay cho mình nhá. Alo alo số điện thoại trên màn hình ấy, giá 1.1 triệu, giá công khai bao ship, bảo hành 2 năm. Đấy, anh em có thể là đổi mới sản phẩm trong vòng 30 ngày đầu nhá. 30 ngày đầu anh em có thể sử dụng và thích thì đổi mới cho em, nhưng mà bao cho anh em luôn. Với cái giá này bao ship tận nhà, kiểm tra hàng, thanh toán tiền. Đó, dây nguồn rất là dài luôn. Và bây giờ thì mình sẽ trực tiếp như vậy là test con máy này. Con máy này thì mình đang đeo sẵn ở trên này thì mình sẽ đeo và mình sẽ test con máy này cho anh em mình tham khảo luôn ha. Đây, đây là mình sẽ bật cái đây. Ở sau này anh em cũng biết là sau này, hồi nãy mình còn khuyên nói là sau này nó công tắc ở sau này ha. Đó, AC 230V 1-50Hz, quạt tản nhiệt sau này, nói chung là đầy đủ cho anh em mình luôn. Bây giờ mình sẽ hàn que hàn 4 ly cho anh em. Kéo rất là ngọt luôn. Mình sẽ kéo que hàn 4 ly thứ hai. Ok anh em này. Đó. Anh em thấy không? Gọn. Vừa mình có thể đeo. Đấy, anh em mà cơ khí mà xài 2.6 thì lựa chọn con này. Bởi vì nhiều khi mà mình đi công trình này mình mang đi hay là mình lên mái mình trèo mình hàn. Đẳng cấp, gọn, chuyên nghiệp nhá. Độ bền cao chỉ có mình bán thôi. Này là hàng nội địa của Đài Loan anh em. Số lượng 180 con, không có nhiều đâu nha. Đây, bây giờ mình sẽ kiểm tra cái mũi hàn 4 ly cho anh em. Đây, anh em thấy này, que hàn 4 ly. Ờ, anh em thấy không? Phải nói là về cái độc đấu nhá. Về cái độc đấu nhá. 4 ly. Cái độc đấu cho cái hàn này. Phải là cái độc đấu thôi nha. Quá là ok nhá. Đấy. Còn quan trọng là vẫn là cái độ ngầu. Chưa? Đúng là máy hàn của Đức nhá. Đây, que hàn của nó là 1.3 là que hàn mà đi theo máy. Thì mình không test, mình test 4 ly. Đấy, Việt Nam mình thì khi nào muốn to, khỏe, dài. Còn nước ngoài thì chỉ chơi là que hàn 1 ly 3 thôi. Còn mình thì chơi 2 ly rưỡi ha. Rồi, ok anh em. Trời ơi.
giá cực kỳ tốt, giá cực kỳ tốt luôn anh em ạ. Đấy, giá con này chỉ có 1.100.000 một cái máy Parkside của Đức nhá, hàng nội địa của Taiwan, giá mình thanh lý là 1.100.000 bao ship, thật sự là rất là ngon. Thật sự anh em nào mà đang thời gian này mà đang tìm cái máy Hàn mà gặp mình thì hãy alo ngay, hãy chốt ngay con này nhá. Parkside dây nguồn 4m phụ kiện đủ cho anh em nhá, bao ship 1.100.000 miễn phí vận chuyển, ngọt gà. Ok anh em, thật sự là có lẽ những cái dòng mà máy Hàn Taiwan là mình đang bán dòng Smarter 315 là cái video vừa rồi. Và đây là con máy Hàn Parkside xịn sò của bên mình ha. Ok, và video mình đến đây là mình cũng đã khá là dài rồi. Anh em hãy nhấn nút theo dõi. Lúc nào anh em mình thấy mình đủ uy tín, anh em có thể alo gọi ngay cho mình. Nhưng mà cái mẫu máy này á, thì gọi sớm nhá, gọi muộn là hết hàng ha. Ok, 1.100.000 bao ship. Xin chân thành cảm ơn anh em và chúc tất cả anh em mình một ngày cuối tuần thật là vui vẻ. Và hẹn gặp lại anh em mình những video lần sau. Xin chào và hẹn gặp lại.